tại buổi làm việc giữa bộ trưởng bộ công thương và bí thư tỉnh hải nam trung quốc vừa diễn ra mới đây sau khi thông báo về những quan hệ tốt đẹp hai bên đã đạt được những đồng thuận quan trọng về việc thiết lập các khuôn khổ hợp tác như thành lập văn phòng xúc tiến thương mại việt nam tại hải nam hợp tác xúc tiến thương mại và thúc đẩy mở cửa thị trường trung quốc nông sản việt nam hỗ trợ các doanh nghiệp hai bên như thành lập văn phòng xúc tiến thương mại việt nam tại thành phố hải khẩu tỉnh hải nam trung quốc thúc đẩy đẩy nhanh tiến trình mở cửa thị trường trung quốc cho các nông sản của việt nam chia sẻ thông tin về các chính sách ưu đãi đầu tư và thương mại hai bên vân vân về việc nâng cấp bản ghi nhớ tăng cường hợp tác giữa Bộ Công thương và chính quyền tỉnh Hải Nam Trung Quốc hai bên hoàn toàn nhất trí đàm phán để ký kết bản ghi nhớ góp phần tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam Hải Nam theo số liệu thống kê của tỉnh Hải Nam Trung Quốc, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Hải Nam năm 2022 đạt 1,35 tỷ đô la Mỹ, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, kim ngạch Hải Nam xuất khẩu sang Việt Nam đạt 695,2 triệu đô la Mỹ, tăng 171,9%, kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam đạt 658 triệu đô la Mỹ, tăng 7,5%. Với tư cách là cảng thương mại tự do lớn nhất thế giới, Hải Nam trong tương lai chắc chắn sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong thương mại song phương Việt Trung, góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu của của Việt Nam và giảm bớt tình trạng mất cân đối cán cân thương mại giữa hai nước.